Blackpink đẹp hút hồn trên NLAO nhưng nét vẫn không ngừng khó tính, hết chê nhạc chán lại nhận xét vũ đạo lộn xộn, như say rượu. Blackpink đã bắt đầu quá trình quảng bá ca khúc How You Like That tại các show âm nhạc Hàn Quốc và mở màn bằng tiết mục tại NLAO ngày 28 tháng 6. Sau màn trình diễn, girl group nhà IG được khen nức nở nhờ visual lộng lẫy và khả năng làm chủ sân khấu. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã làm hài lòng một bộ phận cư dân mạng quê nhà. How You Like That, Blackpink NLAO ngày 28 tháng 6 năm 2020. Blackpink đẹp thì đẹp thật, kỹ năng của họ cũng không phải dạng vừa. Bản thân MV How You Like That lại vô cùng hoành tráng, thế nhưng trong mắt một bộ phận netizen Hàn Quốc thì bài mới vẫn có điểm đáng chê. Bên cạnh những ý kiến chê bai giai điệu của How You Like That, không có gì mới mẻ, na ná những bài hát cũ của nhóm thì nhiều người còn tỏ ra thất vọng với vũ đạo mà bốn cô gái đem lên sân khấu. Theo họ, vũ đạo của Blackpink trong lần comeback này có phần lộn xộn khiến người xem khó nắm bắt trọng tâm bước nhảy. MV của họ được đầu tư hoành tráng nhưng dường như IG đã dồn hết sức vào phần hình ảnh, còn khi lên sân khấu lại toát ra cảm giác trống trải, khiến màn trình diễn của nhóm có gì đó thiếu thiếu, không được như mong đợi. Vừa quảng bá mà bài mới của Blackpink đã bị chê từ âm nhạc đến vũ đạo. Nét bình luận: tôi yêu các ca khúc của nhóm, từ Playing With Fire, As If It's The Last, Wizard và BMBA ra, nhưng bài mới quá là dị. Nó lộn xộn và cách họ nhảy như thể đang say rượu trên sân khấu vậy. Jisoo quả là mỹ nhân hàng đầu. Tôi đặt kỳ vọng cao vào bài hát, nhưng cuối cùng phải tắt đi sau vài câu. Có phải tôi là người duy nhất không thích nó không? Nghe chán quá. IG quả là có tài trong việc sản xuất các nhóm nhạc quyến rũ và thời thượng. Họ dường như là nhóm hàng đầu về kỹ năng và ngoại hình trong số các nhóm nữ hiện nay. Các cô ấy là ngầu nhất. Tôi nghĩ họ cần khắc phục vũ đạo sao cho ăn khớp. Trong MV thì các cô ấy luôn rất tuyệt nhưng có điều gì đó đem lại cảm giác trống rỗng khi nhóm biểu diễn trên sân khấu. Tôi chẳng hiểu họ đang nhảy thể loại gì nữa, nhìn tất cả như thể đang ngọ nguậy xung quanh. MV nhìn rất đỉnh, nhưng y như rằng sân khấu của họ lại không như mong đợi. Blackpink lúc nào cũng thế, họ dồn hết sự chú ý vào trong MV mất rồi. Bài nào cũng y như bài nào, và bài mới thì giờ tệ. Xin hãy tung ra mấy ca khúc giống như hai nè một đi ạ. Bài hát bắt đầu một cách mạnh mẽ và gây nghiện thực sự, nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại làm điệp khúc như thế, cứ như đang sáng tác thì bỏ cuộc giữa chừng vậy. Tôi chỉ thích cho tới phần intro, mọi người thực sự thích bài này ạ. Nhưng nó dở tệ mà. Có thể thấy vũ đạo của Blackpink trong lần comeback này tập trung vào chi tiết hơn thay vì tiếp tục phô diễn các động tác mạnh mẽ. Kỹ năng các thành viên cũng ngày một tiến bộ, đặc biệt là Jisoo. Tuy nhiên ý kiến trái chiều vẫn xuất hiện khi nhiều người cho rằng vũ đạo của How You Like rất không có điểm nhấn, điệu nhảy ở phần Killing Part không tạo ấn tượng sâu đậm khiến ai nấy nhìn phát nhớ luôn, như động tác đặc trưng trong các ca khúc cũ. Động tác ở phần Killing Part của How You Like rất khá mờ nhạt. Trong khi động tác bắn súng lục ở DDUDDUDU và QG's Love vô cùng ấn tượng. Đã vậy, trong bài còn có những động tác khó hiểu như phân đoạn ba thành viên khom người, đi loang quang vòng quanh Lisa. Người thì nhận xét phân đoạn này các cô gái giống như King Kong giận dữ, người lại cho rằng nhìn nhóm chẳng khác gì đang chơi trò cướp ghế của trẻ em. Những điệu nhảy kỳ cục như thế này, phần nào làm người xem cụt hứng vì hiệu quả thị giác không được như mong đợi của họ. Vũ đạo đi loang quang gây khó hiểu của Blackpink trong How You Like That. Nguồn tham khảo, Netizen Buzz. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.